Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, qua gần 4 năm thực hiện đề án số 16 của tỉnh ủy tại huyện Bảo Yên, các cuộc kiểm tra giám sát tăng cả về số lượng và chất lượng. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, công tác thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, gắn trách nhiệm với người đứng đầu, thể hiện tính nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng vi phạm. Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề phòng chống tham nhũng kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước hết là những tin tức liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, 50 học viên là cán bộ ngân hàng vừa tham gia hội nghị tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngành ngân hàng tỉnh Lào Cai năm 2024. Hội nghị do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy tổ chức. Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu nội dung cơ bản của pháp luật phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, một số lưu ý trong quá trình thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng, các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về công tác kê khai tài sản thu nhập. Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ viên chức ngành ngân hàng cập nhật có thêm kiến thức về các quy định của pháp luật trong phòng chống tham nhũng, từ đó điều chỉnh hành vi, thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh vừa tổ chức hội nghị lựa chọn bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tiến hành bốc thăm đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý ở 4 tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Hội nghị được tổ chức công khai minh bạch dưới sự chứng kiến cùng lựa chọn ngẫu nhiên của đại diện các đơn vị tham dự để triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tiến hành bốc thăm 4 cơ quan đơn vị gồm Thành ủy Lào Cai, Huyện ủy Bảo Yên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh để lựa chọn 10 người được xác minh tài sản thu nhập. Theo đó, đối với Thành ủy Lào Cai, Huyện ủy Bảo Yên, mỗi đơn vị sẽ bốc thăm lựa chọn 3 người được xác minh tài sản thu nhập, trong đó có 1 người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu và 2 người trong Ban Thường vụ. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiến hành bốc thăm để lựa chọn 2 người trong diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý được xác minh tài sản thu nhập. Còn tại Thanh tra tỉnh đã bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn 20 người được xác minh tài sản thu nhập thuộc 5 đơn vị là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, huyện Bảo Thắng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai. Sẽ có 20 người được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Trong đó mỗi sở ngành 5 người, huyện Bảo Thắng 2 người và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai 3 người. Hoạt động xác minh tài sản thu nhập là nhiệm vụ được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh thực hiện hàng năm nhằm phát hiện những hạn chế thiếu sót trong công tác kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh, đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố ý gian dối, thiếu trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mai là công chức tài chính kế toán xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, căn cứ kết quả điều tra đã xác định Phạm Thị Mai sinh ngày 30 tháng 3 năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, là kế toán Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lúc, được giao nhiệm vụ lập các chứng từ thanh quyết toán nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phạm Thị Mai đã khai man, lập khống các hóa đơn chứng từ rút tiền từ ngân sách nhà nước của Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lúc với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, chi sai quy định. Trong đó, Phạm Thị Mai hưởng lợi số tiền trên 300 triệu đồng mà không nhập vào quỹ tiền mặt của Ủy ban Nhân dân xã theo quy định. Bước đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. Ngày 11 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 16 tháng 10, thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Phạm Thị Mai. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ.
tại Lào Cai, với hệ thống đền chùa, khu tâm linh đang thu hút khá đông khách thập phương đến tham quan chiêm bái, tự nguyện công đức xây dựng. Do vậy, việc siết chặt quản lý cũng như sử dụng đúng mục đích nguồn tài chính này là rất quan trọng, đảm bảo thu từ di tích danh thắng không bị thất thoát. Ghi nhận tại Bảo Yên, địa phương có nguồn thu từ du lịch tâm linh lớn nhất tỉnh. Thành lập cuối năm 2021, Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch huyện Bảo Yên hoạt động độc lập theo cơ chế tự chủ. Bộ máy được kiện toàn, an ninh trật tự và giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu. Tiền trông giữ xe, tiền giọt dầu đến tiền công đức của du khách được quản lý chặt chẽ, công khai. Với nhiều lực lượng và thông qua hệ thống hơn 60 camera giám sát như thế này. Từ khi đi vào hoạt động, riêng đền Bảo Hà đã đóng góp cho ngân sách địa phương trên 70 tỷ đồng, cao gấp 3 đến 4 lần so với thời điểm chưa thành lập ban quản lý. Ngoài những cái biện pháp cũ thì áp dụng những biện pháp mới vào trong cái việc thu tiền công đức, như chúng ta có thể quét trực tiếp mã QR làm sao mà tránh cái hiện tượng sử dụng tiền mặt trong cái việc công đức. Du khách sẽ tự tay thả tiền hòm vào tiền công đức, hòm tiền công đức niêm phong công khai. Và khi mà tổ chức mở ra kiểm đếm thì có các đơn vị cơ quan ngành. Ngoài ra thì chúng tôi còn lắp thêm một cái hệ thống cam. Đấy, và có một cái tổ để trực cam 24/24 nhằm đảm bảo cái việc mà thu tiền được công khai minh bạch. Nguồn thu tăng, huyện dành trích một phần kinh phí để tôn tạo, sửa chữa và phục vụ tổ chức các hoạt động lễ hội. Do vậy, nhiều du khách khi đến chiêm bái đều khá hài lòng về sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cũng như cơ sở vật chất. Ngôi đền thì kiến trúc cũng ngang giống như ở kiến trúc ở Huế. Du khách tới thập phương đến đây thì thấy là trong công tác tổ chức rất đàng hoàng, sạch sẽ, trang nghiêm, trong ngoài đền cũng rất là vui vẻ. Du lịch tâm linh là mũi nhọn trong phát triển du lịch của Bảo Yên. Địa phương phấn đấu đến năm 2025 đón 2 triệu lượt du khách. Giải bài toán về ngân sách đầu tư cho đền, chùa khi không có nguồn lực của nhà nước, huyện chủ động vay vốn của tỉnh. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đã dành trên 200 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, mở rộng, tôn tạo 11 di tích, tổ chức các hoạt động lễ hội và nguồn thu hàng năm từ di tích được dùng để trả vốn vay. Sử dụng cái nguồn công đức đó để đầu tư lại cho các cái cơ sở thờ tự. Thế và chúng tôi cũng thực hiện theo đúng cái quy định, có nghĩa là cũng có danh mục đầu tư, cũng được thẩm định, cũng được phê duyệt và cũng trình Hội đồng Nhân dân để có những cái nghị quyết thông qua để chúng ta thực hiện và chúng ta quản lý. Từ cách làm của Bảo Yên, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã thành lập ban quản lý di tích nhằm tăng cường nguồn thu từ hoạt động du lịch tâm linh. Việc siết chặt quản lý và sử dụng nguồn thu đúng mục đích đang được tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng, đồng thời tái tạo nguồn lực để đầu tư cho du lịch tâm linh ngày càng bài bản hơn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với chú trọng kiểm tra giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác thi hành kỷ luật đảng đã được Đảng bộ huyện Bảo Yên chú trọng, đặc biệt gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm, từ đó tạo ra sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thực tế tại không ít địa phương cho thấy, trình độ và năng lực quản lý tài chính của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở hạn chế. Một số cán bộ công chức dễ nảy sinh lòng tham, dẫn đến làm sai việc chi trả hoặc triển khai các chế độ chính sách của nhà nước tại địa bàn cơ sở. Từ những vụ việc đã được phát hiện và xử lý hình sự, cấp ủy chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát để quản lý chặt chẽ nguồn tài chính cấp xã. Điển hình như ngày 2 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hòa, Trần Thị Mai Hương, Kế toán và Hoàng Văn Chuyên, Thủ quỹ xã Xuân Hòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ vào hồ sơ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn nhưng không làm đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao, đã sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 để sử dụng chi sai mục đích và hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho tổ đội quần chúng bảo vệ rừng năm 2019. Hành vi này đã trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Qua vụ việc trên, cấp ủy chính quyền địa phương đã kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ việc, ông Cổ Văn Chuông, bí thư đảng ủy xã Xuân Hòa, cũng vừa bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo
với vai trò người đứng đầu đã để xảy ra sai phạm. Ông Trường cũng thẳng thắn thừa nhận việc thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các hoạt động quản lý tài chính của Ủy ban Nhân dân xã nên đã dẫn đến những sai phạm. Cá nhân tôi cũng thấy rằng là mình cũng thiếu trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc, phải thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát đối với việc chi tiêu các cái nguồn ngân sách, đặc biệt là các quỹ ngoài ngân sách cũng nên có quyết toán hàng năm. Bởi vì là như cái sự vụ cô Trịnh Xuân Hòa thì từ năm 19 mà đến năm 23 thì mới phát điện. Do đó kể cả những người đứng đầu như chúng tôi cứ nghĩ là hàng năm thì quyết toán năm nào xong năm đấy thì cũng không thấy báo cáo lại, cứ nghĩ là xong. Với phương châm kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, giám sát mở rộng, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Ngay từ đầu năm, huyện ủy Bảo Yên xây dựng chương trình kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như công tác tài chính ngân sách, quản lý đất đai, công tác cán bộ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện ủy cũng quan tâm nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở theo hướng cầm tay chỉ việc, yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có bản lĩnh vững vàng, thông thạo nghiệp vụ, giữ gìn được danh dự uy tín của người làm công tác kiểm tra giám sát. Ban chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên đưa nội dung công tác kiểm tra giám sát vào các hội nghị giao ban để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết, nhất là các vụ việc, các đơn thư liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên. Việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở giúp các cấp ủy đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Việc tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở đã giúp các chi bộ, đảng bộ sớm phát hiện những dấu hiệu vi phạm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Phối hợp trong cái công tác kiểm tra giám sát với lại công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử với các cơ quan nhà nước để qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp mà vi phạm. Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát ấy, thì luôn đạt và vượt các cái kế hoạch hàng năm đề ra. Các cái cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề thì luôn bám sát vào các cái trình tự, các cái quy định thi hành xử lý kỷ luật, luôn thể hiện công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình đạt lý. Nên là sau khi kỷ luật thì không có trường hợp nào người ta khiếu nại. Từ đầu năm 2024 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở Bảo Yên đã kiểm tra 60 lượt tổ chức đảng và 968 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 84 tổ chức đảng, 395 đảng viên. Qua đó thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 41 đảng viên. Trong số này, hai trường hợp là người đứng đầu cấp ủy, hai người là đảng ủy viên và 5 chi ủy viên chi bộ dưới cơ sở. Một số lãnh đạo bị cảnh cáo, khiển trách hoặc điều chuyển công tác. Điều này khẳng định sự quyết liệt của huyện ủy Bảo Yên trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Để tập trung khắc phục và xử lý triệt để các cái vi phạm không mong muốn này, thì huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn như Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Thanh tra huyện tập trung kiểm tra giám sát thường xuyên. Trong đó thì chú trọng vào các cái lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, kế toán, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, vân vân. Và kết quả kiểm tra cũng cho thấy thì đây là cái nhóm nhiệm vụ mà dễ nảy sinh cái sai phạm trong cái quá trình cán bộ công chức thực thi cái nhiệm vụ. Và qua cái hoạt động kiểm tra giám sát, khi phát hiện cái vi phạm thì huyện ủy đã tiến hành xử lý triệt để trong thời gian vừa qua với cái phương châm là không có vùng cấm, không có nhân nhượng, làm một việc, một vụ để cảnh tỉnh cán bộ công chức trong địa bàn toàn huyện. Bên cạnh kiểm tra giám sát, công tác điều động luân chuyển cán bộ, nâng cao đạo đức công vụ cũng được huyện ủy Bảo Yên chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong đảng, dân chủ trong xã hội, giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng, bảo vệ quan điểm đường lối của đảng, ngăn chặn suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin của người dân với đảng, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại địa phương. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.